Ngày 16 tháng 8, tại chốt liên ngành kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 cầu Non Nước, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện một trường hợp sửa phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 nhằm qua mặt lực lượng chức năng để di chuyển từ tỉnh Nam Định vào tỉnh Ninh Bình. 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, chị Trần Thị Thủy, trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện công tác tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình, đi làm từ nhà đến cơ quan, có sử dụng một phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 đã được chỉnh từ ngày 12 tháng 8 thành ngày 14 tháng 8, rồi trình lực lượng chức năng. Tại Công an phường Đông Thành, chị Thủy khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.